Hello, chào các bạn nha. Nếu bạn nào có theo dõi kênh Sun Gym từ trước thì hẳn có thể thấy được rằng là ở trong video này tôi sử dụng một intro rất là mới phải không nào? Đó là bởi vì có sự liên quan đến nội dung trong video này các bạn nhé. Thì theo những yêu cầu của nhiều bạn thì hôm nay tôi sẽ làm một video hướng dẫn các bạn cách tạo video intro, tức là đoạn video giới thiệu thường được chèn ở đầu video đó các bạn nhé. Đây, các bạn có thể xem qua một vài mẫu mà tôi đã tạo như sau. Đó, khá là đẹp phải không nào? Về cơ bản thì khá đơn giản thôi. Tất cả các mẫu trên tôi đều tạo trên một công cụ online. Đó chính là công cụ panjoyday.com các bạn nhé. Do vậy nên là trong video này tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách làm video intro với website này luôn nhé. Đây chính là một website tạo video intro online rất nổi tiếng. Có thể nhiều bạn cũng biết rồi. Hầu hết các youtuber, vlogger đều sử dụng trang này để mà tạo intro cho kênh youtube của họ. Rồi ok. Thì nói chung khá đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn cứ truy cập vào website này cho mình nhé. Có nghĩa là các bạn cứ mở trình duyệt ra. Mở trình duyệt ra rồi các bạn truy cập vào website panjoyday.com. Đó, các bạn cứ truy cập vào website này nhé. Thì các bạn có thể làm trên điện thoại cũng được nhé. Về cơ bản thì cũng làm tương tự thôi. Tuy nhiên thì nó khó hơn một chút vì màn hình nhỏ, các tính năng không được trực quan cho lắm, nên là tốt nhất là các bạn nên làm trên máy tính sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Trừ trường hợp mà các bạn không có máy tính thì bắt buộc phải sử dụng điện thoại thôi. Nói chung là các bước nó cũng tương tự như nhau. Chẳng qua là các công cụ nó hơi bé, hơi khó dùng mà thôi. Rồi, thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm trên máy tính thôi nha. Tôi sẽ làm một video hướng dẫn làm trên điện thoại sau. Nói chung là các bạn vẫn có thể xem video này và áp dụng làm trên điện thoại được thôi. Đây, các bạn có thể thấy là ở đây có rất nhiều mẫu intro cho các bạn lựa chọn và sử dụng. Có hàng nghìn mẫu các bạn nhé, tha hồ mà lựa chọn thôi. Đây các bạn có thể sắp xếp theo trending hoặc là letter mới nhất hoặc là top những mẫu được sử dụng nhiều nhất. Đó, tùy vào các bạn. Các bạn cứ chọn tha hồ mà chọn thôi. Các bạn cứ lướt xem, chọn lấy một intro đẹp nhất, các bạn thích nhất rồi sử dụng thôi. Nói chung là rất nhiều intro luôn. Các bạn có thể tha hồ mà chọn. Nhiều lắm, hàng nghìn intro. Rồi các bạn cứ chọn nhé, tôi sẽ chọn đại một cái để mà làm mẫu cho các bạn xem. Đây, xem thử mẫu này nhé. Các bạn nhấn vào intro mẫu xong, đến đây các bạn nhấn vào Open in Clip Market để mà tiến hành vào chỉnh sửa cho intro. Loading, các bạn đợi một chút. Rồi các bạn xem thử nhé, nhấn vào đây để xem thử. Tuy nhiên thì đây là dưới con mắt của nhà thiết kế. Để mà xem trực quan dưới dạng intro hoàn thành thì các bạn nhấn vào hình con mắt ở đây. Rồi lúc này các bạn mở ra xem. Đó, các bạn nhớ vào tích vào hình con mắt ở nhé. Như thế này, xem không rõ đâu. Các bạn cần phải tích vào hình con mắt đỏ đỏ như thế này. Sau đó các bạn chạy, intro mới được rõ ràng. Đó, intro này là như vậy. Trở lại nhé. Rồi, lúc này các bạn có thể chỉnh sửa thành của các bạn, tức là chữ K NG 123 đây, các bạn sẽ thay đổi thành tên kênh của các bạn vào thôi. Khá là đơn giản. Thì ở đây sẽ có một số tùy chọn như sau. Các bạn dừng video xong sẽ thấy các tùy chọn ở đây nhé. Có thể mở rộng nó để mà xem chi tiết từng tùy chọn một. Cái dấu tích V ở đây, basic ở đây,
là Basic thì các bạn nhấn vào. Ở đây là các bạn chọn độ phân giải mà các bạn muốn sử dụng. Thì độ phân giải càng cao thì video sẽ càng nét thôi, 2K, 4K. Tuy nhiên thì video, độ phân giải cao video sẽ rất là nặng, cho nên là tôi nghĩ tôi hay sử dụng 1920, 1080 cũng đủ dùng rồi. Và đây là tỷ lệ khung hình 30 hoặc là 60, 30 cũng đủ dùng rồi, cho nó nhẹ một tí nhá, tôi sẽ chọn 30. Tiếp theo đó là phần hình ảnh. Phần này thì thay đổi màu sắc này nọ, nói chung những phần này nó hơi nâng cao một chút, cho nên các bạn tự nghiên cứu thêm nhá. Tiếp theo đó chính là quan trọng nhất là phần này đây, các bạn nhấn vào cái hình khối ở đây, hình lập phương ở đây, để mà các bạn thay đổi văn bản ở đây thành tên kênh của các bạn đó. Rồi ở đây, để thay thế văn bản trong video này thì các bạn sẽ tìm đến những mục mà có chữ text và có văn bản này nhá. Sau đó các bạn sửa đổi lại thôi, các bạn cứ tìm xem. Đây, text đây các bạn, KBG chính là chữ này đây. Để thay đổi văn bản này thì các bạn nhấp vào thôi. Nhấp vào sau đó các bạn nhập thành tên kênh của bạn thôi, thành văn bản mà các bạn muốn sử dụng. KBG ở đây, ví dụ tôi sẽ muốn thay đổi chữ KBG này thành chữ Sơn chẳng hạn. Đó, thì KBG tôi sẽ nhập thành Sơn. Sau khi nhập xong các bạn tích vào bên ngoài để nó lưu lại. Bên dưới này cũng như vậy, KBG tôi sẽ nhập thành Sơn. Đó, các bạn thấy chưa, đã tự thay đổi. Tuy nhiên thì các bạn để ý nhá, Sơn nó biến thành chữ Ơ, nó biến thành hỏi chấm ở đây. Do là tiếng Việt có dấu cho nên là các phông chữ mạng định của công cụ này nó không hỗ trợ tiếng Việt có dấu, cho nên nó không xuất hiện được. Các bạn để ý chỗ phông này đây, đây chính là chỗ để các bạn thay đổi phông chữ. Đó, tuy nhiên thì tất cả những phông chữ có ở đây đều không hỗ trợ tiếng Việt có dấu các bạn nhé. Do vậy nên là muốn sử dụng tiếng Việt có dấu thì các bạn sẽ cần phải tải phông chữ từ bên ngoài vào. Thì ở đây các bạn hãy vào link này để tải. Tôi đã sưu tầm được một bộ phông chữ tiếng Việt, các bạn có thể sử dụng cho trang Panjoy này các bạn nhé. Thì để tải phông chữ đó các bạn hãy truy cập vào đường link bit.ly gạch chéo UTMUVF các bạn nhé. Đó, các bạn hãy truy cập vào đường link này. Tôi sẽ để lại đường link này ở phía dưới mô tả của video này. Các bạn có thể truy cập vào tải nhé. Đây chính là bộ phông chữ UTM cộng UVF. Các bạn có thể sử dụng cho trang web tạo intro này, cho cả tiếng Việt có dấu các bạn nhé. Rồi, để tải xuống các bạn chỉ cần nhấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây, tải xuống đây nhé. Đó, yêu cầu đăng nhập Google thì các bạn cứ đăng nhập thôi. Rồi, các bạn hãy tải về nhá. Rồi, đã tải xuống thành công rồi các bạn nhá. Đây, chính là đây. Các bạn hãy giải nén nó ra. Yeah, check here. Giải nén ra. Rồi, chính là đây. Sau khi giải nén chính là đây nhá. Rồi, ok. Như vậy là tôi đã có bộ phông chữ này rồi. Lúc này, các bạn hãy quay trở lại trang web tạo clip intro này. Rồi, các bạn nhấn vào để thay đổi phông chữ. Để thay đổi phông chữ thì các bạn ở chỗ phông đây nhá, các bạn chọn vào Custom và Custom Phone, các bạn chọn vào Select để mà lựa chọn phông chữ. Thì phông chữ của tôi lưu trên màn hình desktop. Đây, chính là đây. Đó, đây chính là các phông chữ cho các bạn sử dụng. Các bạn có thể mở từng cái một xem cái nào đẹp thì các bạn dùng nhá. Chọn cả hai chữ Sơn nhá. Bởi vì có một cái là chữ bóng ở bên trong, một cái là chữ bên ngoài. Các bạn cũng làm tương tự. Phone các bạn chọn vào Custom. Custom phone các bạn chọn Select để mà lựa chọn phông chữ thôi. Đó, rất là đẹp phải không nào? Tôi sẽ xem phông chữ khác nhá. Các bạn phải thay đổi cả hai phông chữ, hai chữ đều cùng một phông. Có vẻ không được đẹp cho lắm, tôi sẽ thử phông chữ khác. Các bạn cứ chọn xem phông chữ nào đẹp thì các bạn dùng nhá. Ở đây có rất nhiều phông chữ luôn, mấy trăm phông chữ ạ. Rồi, Akashi. Đó, phông chữ này có vẻ tuyệt vời đấy. Trên này tôi cũng sẽ thay đổi thành phông chữ đó.
Akashi đây. Rồi, tôi sẽ sử dụng phông chữ này nhé, sử dụng tạo phông chữ này nhé. Đó, như vậy là đã thay đổi được chữ sơn ở đây rồi, còn 1, 2, 3. Tôi sẽ tiếp tục tìm ở đây thôi. Đây, text 1, 2, 3 đây. Còn chỗ này tôi sẽ thay đổi thành Jim. Và đây nữa. Jim. Đó, nó là như vậy. Tiếp tục tôi sẽ thay đổi lại phông chữ trùng với lại sơn ở đây. Cũng tương tự. Chọn vào Akashi. Jim trên nữa, Akashi. Đó, tôi sẽ phát thử xem sao nhé. À mà để tránh dính bản quyền thì tôi sẽ đi thay đổi nhạc trước nhé. À đúng rồi đó, các bạn cần chú ý là các bản nhạc có sẵn của các mẫu intro này có khả năng dính bản quyền rất cao nhé, vì người ta toàn đi lấy nhạc linh tinh về thôi. Do vậy nên là nếu intro này các bạn làm cho video YouTube thì không nên sử dụng những bản nhạc có sẵn này. Các bạn cần phải thay thế bằng những bản nhạc miễn phí nha. Để thay đổi nhạc cho intro thì các bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng nhạc ở đây nha. Rồi, ở chỗ audio file các bạn nhấn vào select ở đây. Sau đó các bạn chọn âm nhạc từ máy tính của bạn cho vào thôi. Nếu mà chưa có nhạc thì các bạn cần phải đi chuẩn bị trước. Các bạn có thể lên mạng để tìm kiếm. Tốt nhất là các bạn hãy sử dụng nguồn nhạc trong thư viện âm thanh của YouTube nha. Sẽ an toàn nhất, không bao giờ nó dính bản quyền nha. Ngoài ra tất cả các nguồn nhạc khác không an toàn mấy đâu. Thư viện âm thanh của YouTube các bạn cứ truy cập vào youtube.com. Sau đó gạch chéo audio library. Đó, đây chính là đường link của kho thư viện âm thanh của YouTube. Hoặc là đang vào kênh thì các bạn nhấn vào YouTube Studio. Sau đó các bạn vào đây, thư viện âm thanh. Đó, cũng vào đến thư viện âm thanh của YouTube. Đây chính là kho thư viện âm thanh của YouTube. Tất cả các bản nhạc ở đây các bạn đều có thể sử dụng miễn phí, không bao giờ nó dính bản quyền nhá. Thì các bạn cứ nhấn vào nghe thử thôi. Đó, cứ nghe như vậy. Đó, các bạn cứ nghe như vậy thôi. Nếu cảm thấy bài nào hay thì các bạn nhấn vào đây để mà tải xuống thôi. Rất là đơn giản. Đó, ở đây các bạn có thể lọc bài hát theo thể loại cổ điển, điện ảnh, đồng quê, hip hop. Hoặc là lọc theo tâm trạng buồn, êm dịu, lãng mạn, sôi nổi, tươi sáng, vui vẻ. Hoặc lọc theo nhạc cụ, âm trầm, dây đàn, guitar, organ hay là piano. Dưới 30 giây, 30 giây đến 1 phút, 1 phút đến 1 phút rưỡi. Đó, hoặc là lọc theo ghi nhận tác giả. À đây các bạn nhá, các bạn để ý chỗ này, bắt buộc ghi nhận tác giả. Đối với tất cả những bản nhạc được đánh dấu bằng biểu tượng này thì bắt buộc các bạn phải ghi nhận tác giả khi sử dụng nha. Có nghĩa là các bạn nhấn vào sẽ thấy, có nghĩa là các bạn sẽ cần phải chèn đoạn văn bản này vào mô tả video của các bạn. Đó, đây, bạn được miễn phí sử dụng bài hát này trong bất kỳ video nào của mình, nhưng phải đưa yếu tố sau vào mô tả video. Đó, còn những bản nhạc mà không bắt buộc ghi nhận tác giả thì nó sẽ không có cái biểu tượng kia và các bạn sử dụng thoải mái, không cần ghi nguồn nhé. Đó, rồi tôi sẽ lọc theo 30 giây, các bạn cứ nghe thử thôi. Bài nào hay thì các bạn cứ nhấn vào tải xuống thôi, rất là đơn giản. Rồi đây các bạn nhé, tôi đã tải được một vài bản nhạc rồi. Có một bản nhạc khá hay chính là đây, rất phù hợp cho việc làm intro, các bạn nghe thử nhé. Đó, tôi sẽ sử dụng bản nhạc này để làm intro. Rồi, quay trở lại trang làm intro nhé. Đây, thì để mà thay thế nhạc thì các bạn nhấn vào select ở chỗ audio file này. Sau đó các bạn chỉ cần chọn vào bản nhạc mà các bạn muốn thay vào. Ở đây tôi sẽ sử dụng bản nhạc này đây, Chopper, Kepper. Đó, chỉ cần như vậy thôi, nhạc đã được thay thế vào nhé. Nhạc gốc của họ đã được thay thế bởi bản nhạc mà các bạn thêm vào. Nó là như vậy. Đây, cho các bạn xem và nghe thử nhé. À, quay trở lại đầu đã. We'll be right back.
Đó, nó là như vậy. Hoặc là nếu như các bạn không muốn chỉnh sửa, không muốn thay thế nhạc ở đây luôn thì các bạn hoàn toàn có thể tải cả bản nhạc gốc của họ về. Sau đó các bạn hoàn toàn có thể thay thế nhạc bằng các phần mềm chỉnh sửa video khác nhé. Rồi, tôi sẽ quay trở lại đây để mà tiếp tục hướng dẫn các bạn chỉnh sửa một số cái khác nữa. Có một vấn đề nữa đó chính là nếu như chữ của bạn to quá. Đây, tôi sẽ quay trở lại đoạn này nhé. Đây, nếu như trong một số trường hợp chữ của các bạn to quá, nó bị dính sát vào nhau hoặc là chồng lên nhau như thế này, hoặc là nó quá to, tràn cả ra ngoài màn hình, không nhìn thấy chữ hết được, thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi lại kích cỡ cho chữ nhỏ đi nhá. Để thay đổi lại kích cỡ cho chữ thì các bạn chỉ cần làm như sau. Các bạn chỉ cần chọn vào chữ mà các bạn muốn thay đổi lại kích cỡ. Rồi ở dưới này các bạn tìm đến mục size này nhá. Và mục 2 đây. Đây chính là kích cỡ của chữ, hiện tại là 19 thì tôi sẽ thay đổi lại thành 16 chẳng hạn nhé. Rồi, phần bên trong cũng phải thay đổi lại sao cho nó giống nhau, cùng một kích cỡ. Đó. Và chữ zin này cũng tương tự, 16, 16. Đó. Rồi, ok. Như vậy là nó không bị dính vào nhau rồi đó. Tôi sẽ phát lại cho các bạn xem nhé, intro bây giờ nhé. Đó, nó là như vậy. Rồi. Tiếp theo có một phần nữa đó chính là các bạn có thể thay đổi màu sắc cho chữ nhé. Thì để thay đổi lại màu sắc thì các bạn chỉ cần cũng nhấp vào chữ mà các bạn muốn thay đổi màu sắc. Sau đó các bạn kéo xuống phía dưới này, tìm đến hai mục này, Color và Emit Silver đấy các bạn nhé. Đây chính là nơi để các bạn thay đổi màu sắc cho chữ. Ví dụ màu đỏ chẳng hạn nhé. Đó. Nó là như vậy. Cả đây nữa. Đó, nó là như vậy. Đây là bóng của chữ, kiểu như ánh sáng hay gì đấy. Tóm lại là cả hai chỗ này đều thay đổi màu sắc cho chữ. Rồi, tôi sẽ để lại mặc định như thế này nhé. Cả chữ Jim cũng như vậy. Đó. Rồi, tôi cũng sẽ để lại mặc định như vậy nhé. Rồi, ok. Sau khi các bạn đã chỉnh sửa xong intro, cảm thấy ưng ý rồi, các bạn muốn tải intro này về máy thì các bạn hãy làm như sau. Các bạn nhấn vào cái biểu tượng mũi tên trỏ xuống ở đây. Đây chính là biểu tượng download. Rồi, tiếp theo, ở phần mode này các bạn hãy chọn Good Quality để có chất lượng tốt nhất nhé. Format đây chính là chọn định dạng cho video. Thì ở đây chỉ có hai định dạng thôi. Thứ nhất là .mkv, thứ hai là .webm. Thì các bạn nên chọn định dạng .mkv này nhé. Sẽ có nhiều phần mềm hỗ trợ hơn. Rồi, ok. Tiếp theo, các bạn hãy nhấn vào Start Video Render để tiến hành xuất video về thôi. Quá trình xuất video đang được tiến hành rồi, các bạn đợi một lúc nhé. Nói chung là khá nhanh thôi, các bạn chỉ cần đợi 1 đến 2 phút là xong. Cũng tùy vào video của bạn, tùy vào intro của bạn ngắn hay là dài thì thời gian xuất về nó sẽ nhanh hoặc là chậm. Rồi, sau khi render xong sẽ hiện ra nút download new video như thế này. Để tải video này về, các bạn chỉ cần nhấn vào đây, download new video. Rồi, đợi một tí thôi. Đó. Các bạn nhập tên vào. Video intro 1 chẳng hạn. Server để lưu lại. Đó, đã tải xuống thành công. Rồi, tôi sẽ mở cho các bạn xem nhé. Đây, chính là video này đây. Tôi sẽ chạy cho các bạn xem nhé. Đó, rất đẹp phải không nào? Rồi, tôi sẽ đi thử làm một mẫu khác cho các bạn xem thử nhé. Có mẫu nào đẹp nữa đây ta? Xem thử mẫu này các bạn nhé. Có hình khẩu súng AK đây. Có vẻ như là rất thích hợp cho những bạn làm intro những kênh về game đây. Xem thử xem nó thế nào nhé. Đó, intro này nói như vậy. Thì thay thế chữ này thành tên kênh của các bạn thôi. Tôi sẽ hướng dẫn nhanh nhá. Vào cái hình hộp chữ nhật ở đây,
Hình lập phương chứ. Hình lập phương mới đúng. Rồi các bạn tìm đến văn bản text mà chữ chữ này thôi. Sim sky hay là ska gì đấy. Đây, chính là đây đây. Group text text xem ska đây. Các bạn nhấn vào và nhập tên kênh của các bạn vào thôi. Sunjim. Rồi. Chọn phông chữ. Select. Rồi, tôi sẽ tiếp tục chọn phông chữ UTM Akashi đây nhá. Lúc nãy tôi đã sử dụng có vẻ như là cũng khá là đẹp. Đây, Sunjim đây. Xem thử các bạn nhá. Đó, intro này là như vậy. Muốn tải về lại tiếp tục nhấn vào đây, sau đó làm tương tự như lúc nãy thôi. Các bạn hãy lưu ý là đối với định dạng video MKV này, nó không được nhiều ứng dụng hỗ trợ. Ví dụ như một số phần mềm chỉnh sửa video nổi tiếng như là Camtasia, hay là một ứng dụng chỉnh sửa video rất nổi trên điện thoại di động, đó chính là KineMaster, đều không hỗ trợ mở định dạng MKV này các bạn nhé. Do vậy nên là để có thể sử dụng những video intro này, thì sau khi tải về các bạn có thể đổi định dạng cho những video này thành MP4. Để mà được hỗ trợ trên hầu hết tất cả các định dạng video nhé. Thì các bạn có thể sử dụng một công cụ rất nổi tiếng để mà đổi định dạng video. Công cụ đó chính là convertto.co nhé. .co. Đó, các bạn cứ truy cập vào trang web này. Tôi sẽ tiến hành đổi định dạng cho các bạn xem. Rồi, ở đây các bạn nhấn vào chọn tập tin. Sau đó tìm đến video mà các bạn muốn đổi định dạng cho vào. Đây, tôi sẽ đổi định dạng cho video intro 1 đây nhé. Đó, video intro 1.mkv. Đến đây, các bạn chọn định dạng ở chỗ này nhé. Chọn định dạng. Đây là video thì các bạn chọn vào video. Đây, có rất nhiều định dạng cho các bạn có thể chuyển đến. Tôi sẽ chuyển sang định dạng MP4 cho nó phổ biến nhất nhé. Rồi, chọn MP4 xong. Các bạn thực hiện nhấn vào chuyển đổi. Hãy cho chúng tôi 1 phút. Chuyển đổi rất nhanh luôn, tùy vào độ dài video thôi. Các bạn cứ đợi nhé. Các bạn cứ đợi một chút nhé. Đang chuyển đổi. Chuyển đổi 14%, 45%. Tại video intro này nó rất ngắn cho nên là chuyển đổi cũng khá là nhanh thôi. 82%. Xong, như vậy là đã đổi sang MP4 nha. Các bạn nhấn tải về để tiến hành tải intro này về thôi. Intro 1.1.1 chẳng hạn nhá. Tôi sẽ lưu với tên này để cho dễ nhận dạng. Đang tải xuống đây các bạn. Xong, đã tải về thành công. Đây các bạn chính là video này đây. Đã chuyển sang định dạng MP4. Đó, nó là như vậy. Cũng là video đấy nhưng mà chuyển đổi định dạng đi. Lúc này thì các bạn có thể sử dụng trên hầu hết tất cả các ứng dụng rồi. Bởi vì hầu hết tất cả các ứng dụng chỉnh sửa video đều có hỗ trợ định dạng MP4. Đó. Ok, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Các bạn tự khám phá thêm nha. Video này tôi xin tạm dừng tại đây. Nếu như thấy hữu ích thì đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cũng đừng quên đăng ký kênh, sau đó nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi kênh Sunjim có video mới được đăng tải lên nha. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.